Vâng, cửa hàng Thanh Xuân Đúc Đỏ xin kính chào các bác đã quay lại với kênh Thanh Lý Hàng. Thì ngày hôm nay trước mặt các bác đây là một đôi loa Mango với cái mã là 5S. Thì cái lô Mango này thực sự nó là một lô phải nói là tuyệt vời đẹp mà cửa hàng bên em cũng đã về phục vụ cho các bác trong thời gian vừa qua và được rất là nhiều người săn đón bằng loa này. Thực sự bên em thời điểm đó là thiếu hàng rất là nhiều. Nhưng cũng có một số trường hợp là những người thực sự là không muốn mua nhưng lại thích đặt hàng. Thì đây là điển hình, đây là đến cuối ngày hôm nay thì bên em vừa nhận được một đơn hoàn lũ bom hàng với dạng bom hàng, và cái khi mua hàng này nói lý do đó là thôi anh mua hàng anh không có làm cái trò mèo thế này thế kia, cũng hứa hẹn rất là nhiều, hứa hẹn nào là vẽ ra một viễn cảnh một bầu trời tươi sáng đối với cửa hàng bên em. Thì nhiều khi là kế toán bên em cũng nể tình và người ta đã không yêu cầu cọc, thì dính ngay luôn là bom hàng luôn. Một bác khách ở trong, thực sự em không muốn nói, nhưng mà ở khu vực phía Nam đấy, rất là buồn luôn. Thì một đôi loa này bên em đang bán cho các bác với cái giá là 4 triệu 200 ngàn đồng, đôi này đang còn nguyên bản luôn, đẹp dã man luôn, chưa vệ về đang còn đậm bụi này đấy, thợ chưa vệ sinh kỹ này, chưa vệ sinh luôn này đấy, chưa lau lại luôn đấy, đang rất là đẹp nguyên bản không sứt mẻ, góc góc cạnh đang còn nguyên bóng lét cho các bác. Các thùng là thùng sơn gân zin, tép zin, tất cả mọi thứ đều zin với mã là S5, S5 xin lỗi các bác. Có hai vế đàng hoàng led ra đầy đủ, không có một lỗi lầm gì cả. Thì nó lo này hiện tại bên cửa hàng em đang buôn bán với cái giá là 4 triệu 200 ngàn đồng, nhưng còn một đôi duy nhất, và em xin mở bán cho các bác nào đang có nhu cầu. Bên em sẽ khuyến mãi cho mọi người một chút, đó là súng 3 triệu 800 luôn đây. Đây có một đôi thôi, thì bác nào còn nếu mà nhanh tay đặt thì bên em sẽ gửi cho, cũng bởi vì là cũng mấy hôm nay đã quá là muộn rồi, cũng đã là ngày 20 âm rồi, thì nếu không biết không nhầm là khoảng ngày mai thôi là bên phía bưu điện người ta họ đã ngưng, cho nên bên em cũng sẽ đây là có thể là một đêm phiên, một phiên chợ và chuyển đi xa cuối cùng. Nên nếu bác nào mà đang thích dòng loa này mà hôm trước đã không có kịp để mà mua thì đây là cơ hội coi như là xả xui các bác nhé. Coi như là xả xui một số trường hợp là bom hàng đấy, thì còn một đôi duy nhất. Bác nào nếu mà đang thích thì có thể liên hệ ngay với cửa hàng bên em, chúng ta đặt hàng. Các bác có thể lên trên mạng của để xem nội thất dòng loa này, bên em đã đăng quay rồi, thì rất là đẹp luôn các bác nhé. Đây là dòng loa đời cao, các bác sẽ gọi là loa Maigo S5 hoặc là Maigo LS S5 là nó sẽ hiện ra nội thất loa này các bác nhé. Em đã quay rất là chi tiết, tem Mango chống hàng giả, tem bóng, tất cả mọi thứ đang rất là đẹp. Thì những bác nào đang có nhu cầu liên hệ ngay cửa hàng bên em. Cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại ở những clip sau. Cảm ơn các bác.